chung nhau đi đối kháng với cái này sắp đến đại khủng bố. Đường Vũ Lân tầm mắt ôn hòa, lặng lặng trôi nổi ở trong không gian, màu vàng kim lục tự đấu khải bao trùm toàn thân, trong tay hải thần tam sở kích chiếu rọi sáng rỡ, tản mắt xà xoáy mắt hào quang. Sự chấn định của hắn đối với tất cả mọi người là trọng yếu tủ chủ tâm cốt. Ở bên cạnh hắn của Nguyệt Nga cũng là toàn thân màu bạc đấu khải bao phủ, nữ thần đứng trước người tại trong trượng phu của mình bên người, coi như là bao quát thượng quang lòng kỵ sĩ trùng trí xương ở bên cạnh các vị sĩ lòng kỵ sĩ cũng đều theo bản năng đứng sau lưng bọn họ. Thiên mã thủ tọa tới, mang theo tất cả thiên mã kỵ sĩ tới, nhưng hắn cũng đồng dạng không có vượt qua tiến lên, cũng là yên lặng tại đường Vũ Lân cùng cô Nguyên Na đứng phía sau. Lần trước một trận chiến, người nào mới thật sự là đối kháng thâm hồng chi mẫu hạch tâm lực lượng tất cả mọi người thấy rõ, chính là bởi vì lòng mã liên bang tôn trọng cá thể lực lượng, cho nên bọn hắn cũng mới tối phi tôn trọng ở có được lực lượng cường đại tồn tại. Không có người nào mở miệng, bởi vì ở thời điểm này mở miệng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lần trước chiến đấu bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt, mà lần này thâm hồng chi mẫu nhất định sẽ trở lên trên càng khủng bố hơn. Thần vương đến tuyệt cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây, kỳ thật người nào cũng không biết, nhưng bọn hắn chỉ có dũng cảm tiến tới. Tứ đại đấu la liên bang hạm đội chủ pháo đã bắt đầu bổ sung năng lượng, trải qua mấy tháng điều chỉnh đã từng kiến ra công thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội cũng đã một lần nữa bị điều phối trở về, cho nên hiện tại vẫn là đối thành thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, quen thuộc bốn đại hạm đội tại đây bên trong đóng giữ. Lúc này thì bọn hắn đã hoàn thành hợp thế, lặng lặng cùng đợi, không có chờ đợi quá lâu. Đột nhiên Điều Phố Lân tầm mắt hướng về phía một phương hướng ngóng nhìn mà đi, được tự theo lấy hắn tầm mắt chuyển gì, theo bản năng ở đây các vị cường giả tầm mắt cũng không hẹn mà cùng hướng ra phía cái hướng kia nhìn lại. Một vệt nhu hòa màu đỏ tím lặng yên không một tiếng động phảng phất xuất hiện ở vũ trụ phần cuối, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, cái kia màu đỏ tím liền đã trống rỗng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Tại quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy chung quanh phảng phất đều đã động lại, mơ hồ ở giữa còn có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ lưu chuyển. Ngang một tiếng, Đường Vũ Lân sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một tiếng kéo xa tiếng lòng ngầm bỗng nhiên theo trong miệng của hắn vang lên, đinh tài nhức óc lòng ngầm vang vọng đất trời. Ở đây các vị lòng kỵ sĩ cùng với bọn hắn tọa lòng không hẹn mà cùng đồng thời phát ra lòng ngầm gầm thét, tất cả tiếng lòng ngầm phảng phất hội tụ ở cùng nhau, hóa thành khổng lồ sóng âm năng lượng cố gắng thoát khỏi ra trong nháy mắt đó cái kia chuyện chỉ trói buộc. Các ngươi quá ổn, băng lãnh âm thanh vang lên, cái kia tử hồng sắc quang mang đã lặng yên không một tiếng động ổn định lại. Một đạo uyển chuyển là cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp thuần ánh, cố như vậy lặng yên không một tiếng động hiện lên ra tới, mà trong miệng nàng nói ra đơn giản mấy chữ, lại phỏng phất lệnh cho toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động, quả thực là đem tiếng lòng ngầm ép diệt xuống dưới. Dung nhan tuyệt mỹ là phảng phất bị toàn bộ thế giới gạt bỏ, tại nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, không gian xung quanh liền không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn đưa nàng gạt bỏ ra ngoài giống nhau, nhưng cũng làm cho nàng nhìn qua càng ngày càng mờ đi. Đúng vậy, nàng trở về, thâm hồng thần phương hồi trở lại đến rồi. Đường Phụ Lân cùng cổ Nguyệt Na tay nắm tay, hai người đồng thời ở trong hư không bước ra một bước, liên la một bước này nửa bước bước ra, trên người của bọn họ lục tự đấu khải đều bắn ra chói mắt hào quang, nhưng cũng theo đó xuất hiện tiếng cọ sát chói tai. Tại bọn hắn đấu khải mặt ngoài, màu đỏ tím hào quang như ẩn như hiện, nhưng bọn hắn lại chính là như vậy kiên định bước ra một bước này. Mà nương tự theo lấy bọn hắn bước này bước ra, mặt khác ở đây các cường giả đều là cảm nhận được áp lực nhẹ đi, hết sức rõ ràng. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na chung nhau chống đỡ tuyệt đại bộ phận áp lực. Thâm hồng chỉ mẫu biết lộ ra là hết sức bình thản, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Các ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Không có ý nghĩa, chẳng lẽ các người không rõ sao? Cái kia kim long công chúa đâu? Nắm nàng rào xa, có lẽ ta sẽ cho phép các người tại tà thần giới bên trong có được một chỗ cắm rùi. Đường Phụ Lân cùng cổ Nguyệt Na trên người khí tức đều có một chút không ổn định, đến từ thần vương cấp độ lực lượng áp bách thật sự là quá mức mạnh lớn. Khi hắn trở về, thời điểm chính là của người mặt lộ, ngươi thật hy vọng hắn trở về sao? Đường Phụ Lân lạnh lùng nói. Ha ha ha, thâm hồng thần vương đột nhiên cười ha hả, mà tiếng cười của nàng bên trong lại tràn đầy khinh thường mùi vị. Các ngươi là chỉ nhìn nàng thành thiệu thần vương sao? Trong lòng của nàng vẫn luôn luôn còn cho rằng là Miên Vũ là kim long công chúa. Nếu như thành thiệu thần vương thời gian như vậy, đơn giản như vậy, trên cái thế giới này chẳng phải là thần vương khắp nơi trên đất đi rồi.
Điều Phổ Lân chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh nhìn nàng. Nếu như người không lo lắng, vì cái gì trước tiên liền để cho chúng ta giao ra nàng? Thâm Hồng Thần Vương nghiêng đầu một chút, hai mắt híp lại, giống như là đang cảm thụ được cái gì. Nhưng nàng rất nhanh liền nhăn đầu lông mày, bởi vì nàng cũng không có phát hiện ra rằng mình mong muốn cảm nhận được tồn tại. Cái kia khí tức giống như là hoàn toàn biến mất. Thiên Long Tinh dùng có long giới nàng vẫn luôn luôn là biết đến. Long biến thời kỳ làm sao tới nàng thậm chí đều biết. Có thể vào giờ phút này, nàng lại phát hiện mình đã không cảm giác được cái kia long giới tồn tại. Đúng vậy, hoàn toàn không cảm giác được. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói cũng không là chỗ nào hy vọng. Không chỉ là long giới biến mất, người kia Kim Long Công Chúa cũng giống như là hoàn toàn biến mất. Căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cả. Thâm Hồng Thần Vương tầm mắt tóe ra một cái, nàng biến mất có phải hay không tại thành tiệu thần vương quá trình bên trong phai mờ rồi. Tại ta thành tiệu thần vương quá trình bên trong, chỉ là có vài chục lần đều suýt nữa sụp đổ. Tính mạng của nàng có thể mới bất quá không quan trọng mấy chục năm, cho dù có cá gì truyền thừa, nghĩ muốn thành tiệu thần vương cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm được. Giao ra nàng, ta có khả năng hướng các người hứa hẹn, các người ở đây hết thảy siêu thần cấp trở lên tồn tại, đều có thể trở thành ta Thâm Hồng Thần Giới một phần tử. Các người hẳn là hiểu rõ, đã thành tiệu thần vương ta, căn bản không có lừa gạt các người tất yếu, bởi vì các người nơi này hết thảy tất cả sinh linh, đều là tại trong lòng bàn tay của ta. Ta thần giới cũng cần càng nhiều điểm tựa, là chúng ta dùng lòng mã song tinh làm cơ sở thành lập toàn tâm thần giới về sau, ta sắp mở bắt đầu là bế quan, thậm chí thần giới đều có thể giao cho các người quản lý, chỉ muốn các người đưa nàng giao ra là có thể đi theo ta cùng một chỗ thu hoạch được vĩnh sinh. Lời vừa nói ra ở đây cũng không phải là không có người nào động dung, đây chính là vĩnh sinh, chính như Thâm Hồng Thần Vương nói như vậy, nàng hiện tại đã là thần vương, nếu như nàng nguyện ý nàng là có thể thành lập thần giới, mà chân chính thần giới lớn nhất lực lượng hấp dẫn chính là vĩnh sinh, trở thành tại trong vũ trụ tầng thứ cao hơn, đứng tại càng cao chiều không gian phía trên tồn tại, có thể cái này phần vĩnh sinh thật dễ cầm như vậy sao, trọng yếu nhất chính là, coi như là lòng kỵ sĩ nhóm cũng đồng dạng không biết là miền vũ ở địa phương nào, mà lại nếu như đồng ý yêu cầu của nàng, liên mạng ý nghĩa từ bỏ chính mình toàn bộ chủng tộc. Cho nên, ở đây lòng mã liên bang các cường giả mặc dù cố ý đóng, nhưng cũng không có bất luận một vị nào đứng xa. Đường Phổ Lân thản nhiên nói, ngươi nói không sai, thành tiệu thần vương cũng không là một chuyện dễ dàng, nhưng ngươi vẫn tại lo lắng hắn trở về. Một khi hắn thành tiệu thần vương liền cũng không phải người sau này vi phạm với vũ trụ pháp tắc mà thành tiệu thần vương có thể chống đỡ. Mà giống như loại tồn tại này, thật sự có thể trở thành lập gia thần giới sao? Coi như là nương tựa theo lòng mã song tình sinh mệnh năng lượng tới quấy nhiễu, chẳng lẽ vũ trụ pháp tắc liền có thể buông thả cho người sao? Ngươi thành tựu thần giới cuối cùng tất nhiên sẽ bị vũ trụ pháp tắc mà sát. Thử hỏi a dám cùng với ngươi cùng một chỗ thành tựu thần giới? Nghi vấn của người tại đây bên trong cũng không ai có thể vì người giải đáp, coi như là chúng ta cũng không được. Ngươi muốn gặp được nàng nhưng thật ra là con của ta, tên của hắn gọi là Lam Miên Vũ, nhưng cho dù là chúng ta cũng đồng dạng không biết hắn đi địa phương nào, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là hắn đang ở trong thành tiệu là Long Thần, sớm tại ngươi còn không có tồn tại thời điểm. Long Thần liền là phiến tinh vực này trí cao thần vương, tối cường thần vương hiện tại hắn tiếp nhận chính là Long Thần truyền thừa. Thâm Hồng Thần Vương sắc mặt hơi hơi xuất hiện ra một chút biến hóa, có quan hệ với Long Thần truyền thuyết nàng đương nhiên là nghe qua, ít nhất theo lúc trước Thâm Uyên Thánh Quân nơi đó liền đã nghe qua không ít, cho nên hắn là biết có Long Thần, càng nghe nói qua Long Thần mạnh mẽ. Nếu như ta giết các người hết thấy hắn có thể hay không ra tới đây, đã ngươi là phụ thân của hắn như vậy, người chết tất nhiên sẽ dẫn dắt ra tinh thần của hắn, hắn còn có thể thành tựu thần vương sao? Thâm Hồng Thần Vương lạnh lùng nói. Điều Phổ Lân đột nhiên cười, vậy ngươi có khả năng thử một chút mà lại, cũng muốn người trước có thể giết được ta mới nói. Vừa nói sau lưng của hắn to lớn màu vàng kim bóng mờ bắt đầu chậm rãi nổi lên trên, đó là một đầu kim long dáng vẻ, sán kim sắc thân hình vô cùng sáng chói, nhìn qua cũng không thể nào mạnh mẽ hơn, nhưng ở cái kia kim sán kim sắc thân thể ở bên trên lại tản mát ra quang kỳ dị, tựa như là thực thể, càng thêm kỳ dị hơn chính là đầu này kim long đầu vị trí có một vòng vầng sáng màu xanh lam, đầu ánh sáng này vòng xoáy giống như là tại chói buộc mở ra, mà đầu này kim long nhìn qua cùng Đường Phổ Lân giống như cũng không là một thể, bởi vì thân thể của nó thủy chung đều đang dãy rủa. Đường Phổ Lân ánh mắt đột nhiên trở lên trên có chút mê ly lên, trong miệng thì thào nói,
Ba, năm đó ở ta sinh ra thời điểm, người vì khống chế trong cơ thể của ta Kim Long Vương lực lượng, tay ta trên thân đã hạ ra 18 đạo phong ấn, nhưng ta có thể từng bước một đi hấp thụ những thứ này. Mà cuối cùng cái này một đạo phong ấn là người một mực nói cho ta biết không muốn buông ra, bởi vì nó phong tỏa, vẫn luôn luôn là Kim Long Vương toàn bộ ác niệm. Thế nhưng hiện tại ta không thể nào không buông ra, tha thứ cho ta đi, ngay, mau trở lại đi. Âm thanh của hắn ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, liền Thâm Hồng Thần Vương đều bị phía sau hắn cái kia đang rẽ sụa bên trong kim long hấp dẫn. Thâm Hồng Thần Vương cũng không có trước tiên ra tay ngăn cản, ngược lại là có một chút hăng hái nhìn xem một màn này, giống như tại trong nội tâm của nàng cũng tại cảm thụ được cái gì giống nhau.